luôn đánh giá Hynos, di sản made in Việt Nam, nức tiếng một thời là tiền thân của P/S. Ít ai biết rằng tiền thân của kem đánh răng P/S là nhãn hiệu kem đánh răng Hynos một thời vang bóng Sài Gòn, không chỉ từng độc cô cầu bại ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang cả Thái Lan, Singapore, Hồng Kông. Vậy điều gì đã khiến cho Hynos đánh bại cả những hãng kem khổng lồ thống trị miền Nam như là Colgate của Mỹ, C'est của Pháp và hai ông lớn là Perlon và Leyna? Và điều gì cũng dẫn đến sự lụi tàn của Hynos? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé! Tuyếp kem đánh răng với hình ảnh người đàn ông da đen khoe hàm răng trắng ấn tượng với nhãn hiệu Hynos rất Tây, hóa ra lại là hàng made in Việt Nam. Nhãn hiệu kem đánh răng này lúc khởi thủy được sáng lập bởi một người Mỹ gốc Do Thái muốn làm ăn ở nước ta. Ông từng lấy một cô vợ người Việt và dự định sẽ gắn bó với Việt Nam lâu dài. Chẳng ngờ mới mở Hynos không lâu thì vợ mất, ông quyết định quay trở về cố quốc. Bấy giờ ông Vương Đạo Nghĩa làm cho công ty Hynos và rất được vợ chồng ông chủ tin tưởng. Vậy nên thay vì ra bán nhãn hiệu, ông chủ Mỹ nhượng lại Hynos cho ông Nghĩa với một cái giá mềm. Nhưng điều đáng nói là chỉ sau 10 năm, Hynos từ một xưởng nhỏ đã lớn mạnh, đủ sức đánh gục các ông lớn kem đánh răng tại miền Nam lúc bấy giờ như là Colgate của Mỹ, C'est của Pháp và hai ông lớn là Perlon và Leyna. Bí quyết thành công của ông Nghĩa nằm ở cách quảng cáo, marketing sáng tạo. Thời đó, ông lại dám bỏ phân nửa lợi nhuận của hãng chỉ để dành cho việc quảng cáo. Ông lại mạo hiểm chọn hình ảnh một người đàn ông da đen cười với hàm răng trắng tinh, tạo hiệu ứng thị giác tương phản khiến người ta ghi nhớ, thay vì hình ảnh một người đàn ông hay một phụ nữ da trắng của các hãng nước ngoài. Lúc bấy giờ, người ta hay gọi người Indo sinh sống ở Sài Gòn theo thứ hạng vai vế là Anh Bảy Trà, Java, Trà Và. Nhưng không cứ người Indo mà dân Mã Lai, Ấn Độ, da ngăm đen đều được gọi là Bảy Trà hết. Vậy nên người Sài Gòn còn gọi kem đánh răng Hynos bằng cái tên thân thương là kem đánh răng Bảy Trà, cũng như gọi trà bông Cuba vậy đó. Quay lại chuyện marketing, ông Nghĩa không chỉ lựa chọn hình ảnh quá nổi bật và dễ nhớ mà còn chọn quảng cáo ở bất cứ đâu, từ giao lộ, chợ búa đến cả phim ảnh, truyện tranh trẻ em. Một quảng cáo của Hynos khiến người dân Sài Gòn khó quên với đoạn hát vui nhộn: Trà trà trà, Hynos trà trà trà, trà trà trà, hàm răng em trắng bóc, trà trà trà, cha cha cha, và nụ cười tươi như hoa. Nhưng nói đến Hynos thì phải kể về một cách quảng cáo thuộc hàng đi trước thời đại của ông Nghĩa. Bấy giờ, ông đã bỏ tiền thuê diễn viên võ hiệp Hồng Kông nổi tiếng lúc đó là Vương Vũ và La Liệt đóng phim quảng cáo cho Hynos. Trong phim, Vương Vũ vào vai tướng cướp chỉ huy thảo khấu tấn công đoàn xe bảo tiêu do La Liệt chỉ huy, hai bên đánh nhau sống chết đến khi chỉ còn Vương Vũ và La Liệt. Một màn đấu võ tưng bừng diễn ra và Vương Vũ là kẻ thắng cuộc. Sau đó anh ta mở thùng hàng bảo tiêu, lấy ra và đưa về phía trước hộp kem đánh răng Hynos. Đoạn phim quảng cáo này được chiếu trước khi chiếu phim chính thức tại các rạp Sài Gòn bấy giờ, tạo ra hiệu ứng không thể nào quên. Thực ra nguyên nhân mà ông Nghĩa bỏ ra một số tiền lớn đến vậy để chiều lòng khách hàng là vì đoạn phim này còn được chiếu ở nhiều nước khác nữa, do nhãn hiệu Hynos bắt đầu lan sang Thái Lan, Singapore, Hồng Kông sau khi chiếm lĩnh thị trường miền Nam. Ấy vậy mà sau khi bị quốc hóa hữu, Hynos sát nhập với công ty Covalon, đối thủ năm xưa, trở thành xí nghiệp sản xuất kem đánh răng Phong Lan. Cái tên Hynos chìm vào lãng quên vì đi cùng với loại kem đánh răng mới nhãn hiệu lạ hoắc và chất lượng cũng chẳng thể như xưa. Năm 1980, xí nghiệp kem đánh răng Phong Lan lại sát nhập với các xí nghiệp khác như là bột giặt Tico, xí nghiệp mỹ phẩm 2, xà bông Đông Hưng để trở thành xí nghiệp liên hiệp hóa mỹ phẩm. Sau khi xí nghiệp liên hiệp hóa mỹ phẩm giải thể, xí nghiệp kem đánh răng Phong Lan đổi tên thành công ty hóa phẩm P/S. Bây giờ P/S còn là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng chiếm phần lớn thị phần kem đánh răng tại Việt Nam. Năm 1997, khi công ty đa quốc gia Unilever đến đầu tư ở Việt Nam, họ đề nghị chuyển nhượng lại quyền sở hữu nhãn hiệu kem đánh răng P/S qua thành lập công ty liên doanh. Rồi sau đó vì phải chuyển qua vỏ nhựa thay vì vỏ nhôm, thế nên công ty hóa phẩm P/S tiếp tục từ bỏ việc sản xuất kem đánh răng của mình để chuyển quy trình sản xuất vào nhãn hiệu P/S cho tập đoàn Unilever, chỉ còn sản xuất vỏ hộp mà thôi. Sau đó, một công ty của Indonesia được chọn để sản xuất kem đánh răng P/S và công ty hóa phẩm P/S mất luôn cơ hội sản xuất và gia công vỏ hộp, bị đẩy bật khỏi liên doanh. Vậy là đến đây di sản made in Việt Nam của Hynos từ nhãn hiệu cho đến sản xuất đều không còn nằm trong tay người Việt. Những thông tin vừa rồi có thực sự thú vị và hữu ích với các bạn không? Hãy để lại comment để cho chúng tôi cùng biết nhé! Nguồn tin từ trí thức trẻ, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Kem đánh răng Hynos, di sản made in Việt Nam, nức tiếng một thời là tiền thân của P/S. Ít ai biết rằng tiền thân của kem đánh răng P/S là nhãn hiệu kem đánh răng Hynos một thời vang bóng Sài Gòn, không chỉ từng độc cô cầu bại ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang cả Thái Lan, Singapore, Hồng Kông. Vậy điều gì đã khiến cho Hynos đánh bại cả những hãng kem khổng lồ thống trị miền Nam như là Colgate của Mỹ, C'est của Pháp và hai ông lớn là Perlon và Leyna? Và điều gì cũng dẫn đến sự lụi tàn của Hynos? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé! Tuyếp kem đánh răng với hình ảnh người đàn ông da đen khoe hàm răng trắng ấn tượng với nhãn hiệu Hynos rất Tây, hóa ra lại là hàng made in Việt Nam. Nhãn hiệu kem đánh răng này lúc khởi thủy được sáng lập bởi một người Mỹ gốc Do Thái muốn làm ăn ở nước ta. Ông từng lấy một cô vợ người Việt và dự định sẽ gắn bó với Việt Nam lâu dài. Chẳng ngờ mới mở Hynos không lâu thì vợ mất, ông quyết định quay trở